Xin chào tất cả các bạn. Sau 2 tuần bận mãi chăm Mercy đẻ thì hôm nay mới có thời gian chơi và xóa thoải mái với các thành viên khác của trại chó Gervy. Mấy ngày không gặp thôi mà chúng nó làm cứ như là lâu lắm rồi, xoắn suýt. Các bạn có thể thấy được là những con chó của chúng ta nó dành rất nhiều tình cảm cho chúng ta. Và con chó của mình dành cho mình cái tình cảm như vậy thì con chó của người khác cũng dành cho chủ của nó cái tình cảm như vậy. Đấy cũng là cái lý do mà mình không ăn thịt chó nữa. Trước kia mình cũng ăn. Người Việt Nam thì hầu như là ăn thịt chó cả. Nhưng có thể nói là trước kia là cũng là bản thân mình cũng là vô cảm và vô tri. Thực sự là chưa có gắn bó với chúng nó nhiều thì mình cũng sẽ không thể hiểu được nhiều về chúng nó. Mời các bạn cùng xem video và cảm nhận cái tình cảm của cái giống chó dành cho chủ. Và cũng hy vọng là các bạn sẽ, nếu mà bạn nào mà còn ăn thịt chó thì chúng ta hạn chế và bỏ hẳn, sẽ đỡ được rất nhiều cái con chó bị chết oan. Sau đây thì mình sẽ không nói thêm gì nữa. Mọi người cùng xem video và cảm nhận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi thường xuyên các video của trại chó Gervy. Và hẹn gặp lại các bạn.